Xin chào các bạn, mình là dược sĩ của nhà thuốc Thái Dương. Đây là sản phẩm collagen. Collagen này xuất xứ từ Nhật Bản. Collagen của Nhật là collagen được chiết xuất hoàn toàn tự nhiên. Ngoài ra thì ngoài collagen ra thì có một số cái thành phần khác như là glutathione này, để chống lão hóa này, vitamin C, vitamin E và vitamin A. Đấy, còn thành phần chủ yếu là collagen. Tác dụng của collagen đấy là giúp tái tạo các cái mô liên kết này, giúp cung cấp độ ẩm, độ đàn hồi cho da, và giúp da sáng, trắng sáng này, se khít các cái lỗ chân lông. Thứ hai đấy là tác dụng thứ hai đấy là giảm các cái vết chân chim này, vết nám này, vết tàn nhang, đồi mồi, làm mờ các cái vết thâm, vết sẹo đấy trên da. Tác dụng thứ ba là ngăn ngừa cái sự tích tụ mỡ ở vùng bụng và giúp cho các cơ thể là săn chắc hơn. Tiếp theo đấy là cải thiện cái sinh lý của phụ nữ, tăng cái ham muốn về tình dục. Tác dụng thứ tiếp theo đó là hỗ trợ về tóc, về móng, giúp cho tóc và móng chắc khỏe, chống gãy rụng, và hỗ trợ cả trong cái thời kỳ kinh nguyệt là giảm đau bụng kinh này và rối loạn kinh nguyệt nữa. Bổ sung các cái vitamin và axit amin giúp cho cơ thể khỏe mạnh. Cho nên cái collagen của Nhật này rất là tốt. Một hộp là 120 viên. Dạ vâng, giờ em tí.